Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi một số tin tức từ cộng đồng với những nội dung chính sau. Pico Team nhắc nhở thử thách mạng mở trước ngày 11 tháng 7. Một lưu ý cuối cùng về Open Minet 2024. Pi có thể có giá trị rất lớn và được áp dụng rút tiền hạn chế như Bitcoin trên sàn Binance. Tin nóng doanh nghiệp lớn sẵn sàng khuấy động hệ sinh thái Pinnacle. Thông tin mới nhất, lời nhắc hoàn thành tiến trình p Today để tham gia thử thách mạng mở trước ngày 11 tháng 7, khám phá hệ sinh thái Pi, mở khóa các giải thưởng độc đáo và giúp tiến tới mạng mở. Mở ứng dụng Pi của bạn, nhấn vào p day ở trên cùng bên phải và bắt đầu hoàn thành các hành động ngay hôm nay. Một lưu ý cuối cùng về mạng mở có rất nhiều công việc và sự phấn khích trước sự ra mắt sắp tới của Pinwork đối với Open Network. Nhìn chung, Pi sẽ được chuẩn bị tốt nhất để thành công tại Open Network vì các chiến lược dài hạn của chúng tôi trong việc xây dựng các tiện ích thực tế có thể mở rộng và lâu dài. Giai đoạn Enclosed Network dành cho Pi là một lựa chọn chiến lược nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ mà không bị phân tâm và áp lực từ các yếu tố bên ngoài. Những người tiên phong đã cống hiến hết mình để xây dựng tiện ích trong mạng lưới trong nhiều năm. Petro đây là thời điểm hoàn hảo để vừa thúc đẩy cộng đồng tiến xa hơn tới mạng mở. Vừa dành chút thời gian để suy nghĩ sâu hơn về việc Pi sẽ trông như thế nào khi mạng mở ra. Khi Pi là một phần của hệ sinh thái rộng lớn hơn, chúng ta chắc chắn sẽ thấy những ứng dụng và ứng dụng mới thú vị. Cuối cùng, Pi có thể được kết nối với các ứng dụng và tiện ích tiền điện tử khác cũng như với bất kỳ hệ sinh thái truyền thống nào khác như giao dịch thương mại pi truyền thống và bất kỳ điều gì khác mà người tiên phong và nhà phát triển pi có thể tưởng tượng và thực hiện chúng tôi biết sự chờ đợi này đã kéo dài đối với những người tiên phong nhưng sự chờ đợi này là có mục đích và khi sự chờ đợi đó sắp kết thúc chúng tôi tự hào về dự án mà chúng tôi đang chuẩn bị phát hành trên open network một quan điểm về giá trị Pi 314.159 đô được chia sẻ bởi một pioneer như sau. Nhiều người tiên phong hỏi liệu có đủ nguồn thanh khoản sau Open Mainnet không nếu giá một Pi bằng 314.159 đô la. Mỗi quốc gia phải có quy định riêng đối với tất cả các tổ chức tài chính, đặc biệt là ngân hàng. Về giới hạn rút tiền tối đa đối với tài sản tiền mặt Fiat do khách hàng nhà đầu tư sở hữu. Thông thường giới hạn rút tiền hàng ngày và giới hạn rút tiền hàng tháng được áp dụng. Một trong những mục tiêu là duy trì sự ổn định của lưu thông tiền trên thị trường. Tương tự như vậy, với sàn giao dịch, mỗi sàn giao dịch tiền điện tử đều có chính sách giới hạn rút tiền hàng ngày hoặc hàng tháng đối với tài sản của nhà đầu tư, trong khi vẫn tuân theo các quy định của quốc gia nơi sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động. Hãy lấy ví dụ về Binance Crypto Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay và Bitcoin là tài sản tiền điện tử đắt nhất thế giới hiện nay. Đối với người dùng đã được xác minh, Binance áp dụng giới hạn tiền tối đa hàng ngày là 100 Bitcoin và hàng tháng giới hạn rút tiền là 5.000 Bitcoin. Nếu đề cập đến mức giá cao nhất của một Bitcoin là 73.777 đô la, điều đó có nghĩa là giới hạn rút tiền tối đa hàng ngày là 100 Bitcoin nhân 73.777 đô la bằng 7.377.700 đô la và giới hạn rút tiền tối đa hàng tháng là 5.000 Bitcoin nhân 73.777 đô la bằng 368 triệu 885.000 đô la. Tương tự như vậy với Pi, nếu Pi được liệt kê trên sàn giao dịch tiền điện tử sau OpenMind, nó cũng sẽ áp dụng giới hạn rút tiền tối đa hàng ngày và giới hạn rút tiền tối đa hàng tháng. Giả sử Bitcoin được sử dụng làm ví dụ tham khảo để tính số tiền rút như đã tính ở trên, thì chúng ta có thể rút số Pi tối đa hàng ngày

về bản chất việc rút hoặc trao đổi tài sản sẽ được các tổ chức tài chính hoặc sàn giao dịch quy định theo chính sách của từng tổ chức hoặc sàn giao dịch nhưng vẫn tuân thủ quy định của từng quốc gia nơi tổ chức hoặc sàn giao dịch đó hoạt động mục tiêu là duy trì sự ổn định của tiền lưu thông trên thị trường hoặc đảm bảo sẵn sàng các nguồn thanh khoản để các hoạt động kinh tế diễn ra sôi động với dòng mua và bán cân bằng những người hay tính tổng cung 100 tỷ, không biết họ tính toán sao nữa, bởi Ethereum có nguồn cung vô hạn mà giá của nó vẫn hơn 3.000 đô la. Phải tính lượng lưu thông và giá trị hệ sinh thái đi theo. Pi có có tầm cao ở chỗ là có nhiều cách làm Pi trở lên khan hiếm. Mang danh dự án cách mạng đâu phải chỉ hữu danh vô thực. Trong tương lai gần, VP sẽ thay thế chiếc két sắt trong nhà bạn, bởi nền tảng Pinwork là nơi trú ẩn an toàn cho tài sản tiền tệ và chức năng của nó vô hạn trong mọi giao dịch xuyên biên giới an toàn, bảo mật và nhanh chóng, chi phí rẻ. Tin nóng, doanh nghiệp lớn sẵn sàng khuấy động hệ sinh thái Pinwork. Trong một thế giới sâu hóa nhanh chóng, Pinwork nổi bật như một người tiên phong định hình lại bối cảnh của nền kinh tế kỹ thuật số với sự tập trung kiên định vào các giá trị hữu hình và thiết thực một minh chứng cụ thể cho sự phát triển này đến từ sự tham gia của một doanh nghiệp lớn sẵn sàng làm dung chuyển hệ sinh thái pinigurk với những đóng góp có khả năng thay đổi cuộc chơi của họ pinigurk không chỉ là một loại tiền kỹ thuật số thông thường Ngoài khái niệm của nó là một tầm nhìn mạnh mẽ để xây dựng một hệ sinh thái không chỉ bền vững mà còn trao quyền cho cộng đồng toàn cầu. Sự tham gia của doanh nghiệp lớn này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố nền tảng của hệ sinh thái Pinigwork, mang lại những tác động tích cực mà người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm. Xây dựng giá trị tiện ích của Picoin thông qua hệ sinh thái có ý nghĩa. Pinigwork không dựa vào đầu cơ hay thổi phồng Thay vào đó, trọng tâm chính của nó là phát triển các ứng dụng mang lại lợi ích thực sự cho người dùng. Bằng cách tích hợp công nghệ blockchain tiên tiến, Pinwork cho phép người dùng tham gia vào nhiều hoạt động kinh tế kỹ thuật số khác nhau một cách an toàn và hiệu quả. Thứ nhất, cam kết tính phi tập trung. Pinwork đã củng cố vị thế dẫn đầu trong việc thúc đẩy tính phi tập trung cho phép cộng đồng rộng lớn hơn tham gia vào tích cực và việc quản lý và phát triển hệ sinh thái của mình. Thứ hai, vai trò quan trọng của doanh nghiệp lớn. Với sự tham gia của một doanh nghiệp lớn vậy, sinh thái, mạng Pi mở rộng phạm vi tiềm năng của mình như một nền tảng hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế toàn diện. Thứ ba, tương lai của nền kinh tế số. Trong bối cảnh toàn cầu không ngừng phát triển, Facebook đại diện cho góc nhìn mới về cách công nghệ blockchain có thể được triển khai thực tế để giải quyết những thách thức trong cuộc sống. Tại sao nó lại quan trọng? động thái của doanh nghiệp lớn này không chỉ là một khoản đầu tư hay quan hệ đối tác, mà còn là một tuyên bố về sự tin tưởng và tầm nhìn của mạng Pi nhằm mang lại sự thay đổi tích cực thông qua công nghệ. Cách tiếp cận này biến Bitcoin thành nhiều hơn là một công cụ giao dịch kỹ thuật số, mà còn là biểu tượng của sự thay đổi hướng tới một nền kinh tế toàn diện và bền vững hơn. Với sự tham gia của một doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái Pinnacle, chúng ta chứng kiến một động lực mới trong hành trình của dự án hướng tới mục tiêu của mình. Đây là một bước tiến không chỉ củng cố giá trị của Bitcoin như một tài sản kỹ thuật số, mà còn khẳng định lại cam kết xây dựng một hệ sinh thái trao quyền và có lợi cho tất cả các bên liên quan. Bình Quốc tiếp tục tiến lên bằng cách đặt nền tảng vững chắc và mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng với sự tham gia của một doanh nghiệp lớn tương lai của hệ sinh thái mạng Pi có vẻ tươi sáng hơn khi vượt qua những thách thức và cơ hội trong thời gian tới.